Và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay mình đi ngang qua quận 1 thì bất ngờ thấy tòa nhà IFC One Sài Gòn đang chạy đèn LED. Phải chăng tòa nhà xấu xí đã sống lại? Một thời gian dài từ đại án Vạn Thịnh Phát nổ ra thì tòa nhà đã chìm vào quên lãng, không còn ai để ý đến, thì hôm nay bất ngờ lại là nơi rực rỡ nhất bầu trời Sài Gòn. Tòa nhà đang được cho chạy thử đèn LED với các hình ảnh đếm ngược, lá cờ Việt Nam bay phấp phới, chuẩn bị chào mừng đại lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây. Việc tòa nhà cho chạy đèn LED làm những người đi ngang qua quận 1 hôm nay không tin vào mắt mình, mắt chữ O, miệng chữ A vì kinh ngạc, bất ngờ và cũng nhen nhóm hy vọng. Trong bối cảnh kinh tế như hiện nay thì việc tòa nhà sống lại cũng là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế. Ngoài ra tòa nhà hoàn thiện thì sẽ góp phần làm đẹp thành phố, xóa đi vết sẹo bê tông án ngữ hơn chục năm qua. Thì mình chưa thấy bất kỳ thông tin nào về việc tòa nhà thi công lại vì vụ đại án còn đang diễn ra. Do đó mình nghĩ tòa nhà chỉ trình diễn đèn LED cho dịp lễ này, sau đó sẽ lại chìm vào bóng tối. Nhưng ít nhất dịp lễ này trung tâm thành phố sẽ thêm rực rỡ, mang lại tâm trạng phấn khởi cho người dân. IFC One Sài Gòn được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh khi nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600m2 tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, quận 1. Được khởi công vào năm 2007 với quy mô 41 tầng nổi, cao 185m, gồm 180 căn hộ và khu văn phòng. Đây được xem là dự án đình đám, sang trọng bậc nhất thành phố tại thời điểm công bố. Năm 2011, khi đã đạt 80% khối lượng thi công, thì tòa nhà bị tạm dừng. Đến năm 2021,
công ty Vivaland xuất hiện với tư cách là đơn vị quản lý và phát triển dự án. Tòa nhà cũng được đổi tên thành IFC One Sài Gòn. Vivaland sau đó đã đổi thiết kế của tòa tháp, cho tháo hết lớp kính cũ, lắp kính vẫy rồng cùng đèn LED vô cùng ấn lượng. Tòa nhà nằm im bất động sau 14 năm cũng đã được chuyển động lại, làm khuynh đảo các mạng xã hội, báo chí thời điểm đó. Giới nhiếp ảnh và cộng đồng yêu thích skyline từ đây sẽ không còn phải nghe khối bê tông xấu xí này ra mỗi khi chụp ảnh, quay video. Thế nhưng, vẫn đen quay lại đeo bám tòa nhà. Năm 2022, đại án Vạn Thịnh Phát đã làm nên một đại án chấn động không chỉ trong nước mà còn ở phương diện quốc tế. Vivaland thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, do đó tòa tháp cũng bị điêu đứng theo bà chủ tịch họ Trương của tập đoàn. Đến nay sau 16 năm, IFC One Sài Gòn vẫn chỉ là cục bê tông phơi nắng xấu xí. Được kỳ vọng trở thành biểu tượng của thành phố, nhưng đến nay nó cũng đã thành một biểu tượng, nhưng theo một cách khác tiêu cực hơn. Sau một thời gian nằm bất động, tưởng chừng như đã chôn vùi, không ai để ý đến, thì hôm nay tòa nhà lại được sáng đèn rực rỡ như hơn một năm về trước, với màn trình diễn ánh sáng chào mừng đại lễ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!